thuốc cổ truyền. Rồi trong chương này thì như hôm qua em có giới thiệu trước đó, là mình sẽ nêu một số cái khái niệm liên quan cái thuốc cổ truyền, ví dụ như là thuốc cổ phương là gì, cổ phương gia giảm nha, rồi là thuốc gia truyền hay là thuốc tân phương. Rồi ngoài ra mình sẽ tìm hiểu về thành phần cấu tạo của một cái phương thuốc, vai trò của từng thành phần là gì. Cái chỗ mà tứ khí thì thực ra là mình đã học rồi trong cái học thuyết âm dương rồi, thì ở đây mình chỉ nhắc lại thôi nha. Bốn khí, bốn bốn tính đó, tính hàn, tính lương, tính ôn, tính nhiệt đó, ngũ vị là vị đắng mặn ngọt chua cay đó. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái khuynh hướng tác dụng của thuốc. Thăng giáng thì mình học rồi nha, có cái phù trầm là gì thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem, và tiếp theo là sự quy kinh, và cuối cùng đó là các trường hợp tương tác trong cái thuốc y học cổ truyền. Thì đó là những cái nội dung trong chương số 5 này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào một số cái định nghĩa ha, liên quan đến cái thuốc cổ truyền. Rồi đây là định nghĩa thuốc cổ truyền nha các chị. Thuốc cổ truyền là một vị thuốc sống hoặc chín, chín tức là đã qua chế biến bằng các phương pháp y học cổ truyền nha, qua xào chế nha, rồi chích vân vân, là làm chín cái vị thuốc đó. Rồi hoặc là một cái chế phẩm thuốc cũng được xếp vào trong cái nhóm thuốc cổ truyền luôn nha. Thì cái chế phẩm này bắt buộc là phải được phối ngũ lập phương. Phối ngũ lập phương tức là sao? Là theo cái phương thuốc cổ truyền nha, theo cái y văn cổ. Rồi, và bắt buộc phải được bào chế theo phương pháp y học cổ truyền. Rồi một tí thì qua chương 6 chúng ta sẽ học các phương pháp bào chế theo y học cổ truyền như thế nào nha. Có tác dụng chữa bệnh hay có lợi cho sức khỏe thì cái này là định nghĩa chung. Cho cái nào mà liên quan đến thuốc thì đều có cái định nghĩa, đều có cái tác dụng này. Rồi một số cái khái niệm liên quan bên thuốc cổ truyền ha. Thứ nhất là cổ phương, thứ hai là cổ phương gia giảm, thứ ba là thuốc gia truyền, và cái thứ tư đó là tân phương. Thế thì bây giờ các anh chị đọc cái định nghĩa cổ phương với lại cổ phương gia giảm nha, so sánh giùm em coi nó giống và khác nhau chỗ nào. Cổ phương gia giảm nó khác cổ phương ở chỗ nào? Và nó giống chỗ nào? Cổ phương và cổ phương gia giảm nó giống, nó đều được sử dụng đúng như sách vở cổ cổ đã ghi về về các cái về vị lượng, về vị và cách chế, cách dùng và lưu dùng. Tuy nhiên là cổ phương gia giảm thì nó sẽ có cấu trúc khác về số, cổ phương gia giảm và cổ phương thì nó khác nhau về số lượng, số. Nó giống nhau ở cách chế, cách dùng và lưu dùng, chỉ định. Nhưng mà khác nhau ở số vị và số lượng. Dạ, tức là chỉ xét về số số vị và số lượng phải không chị nha? Đúng rồi. Dạ, rồi em cảm ơn chị ạ. Rồi mình có ý kiến nào khác không ạ? Giữa cổ phương gia giảm với cổ phương. Rồi bây giờ mình cùng phân tích nha các anh chị. So sánh định nghĩa giữa cổ phương với lại cổ phương gia giảm. Thì bây giờ chúng ta đọc cái cổ phương gia giảm trước nha. Cổ phương gia giảm là thuốc có cấu trúc khác với cổ phương. Đây, khác với cổ phương ở chỗ nào đây? Về số vị nè, lượng từng vị nè, cách chế nè, cách dùng và liều dùng. Tức là những cái nội dung này nó sẽ khác với cổ phương. Đó. Thế thì nó giống với cổ phương chỗ nào? Nó sẽ giống về chỉ định. Đây các anh chị đọc lại cái khái niệm của cổ phương ha. Cổ phương là thuốc được sử dụng đúng như y sách vở cổ nha, tức là y văn cổ ghi sao là giống y chang. Đó, giống y chang, không khác một chỗ, không khác một chỗ nào hết. Đó, giống về cái gì đây? Số vị nè, lượng từng vị. Vị ở đây là không phải là vị đắng mặn chua cay ngọt nha các anh chị. Vị ở đây là ý nó bộ phận dùng làm thuốc.
Ví dụ trong một cái thang thuốc người ta nói là tứ vị thang, bát vị thang. Thì tứ vị thang là trong cái thang thuốc đó nó có bốn cái loại thuốc nha. Vị thuốc ở đây nó là cái bộ phận dùng làm thuốc á. Được chưa? Chứ không phải là giống về số vị là số có vị ngọt, vị mặn, vị chua thì giống giống về cái vị đó là không phải nha các chị. Vị này là ý nói là cái vị cái bộ phận dùng làm thuốc đó nha. Rồi, liều lượng từng loại đó, liều lượng từng vị tức là liều lượng từng loại đó. Rồi cả cách chế biến nha, cách dùng và liều dùng chỉ định nói nôm na là giống y chang. Nha, cổ phương là giống y chang như sách cổ đã ghi, không khác chỗ nào hết. Còn cái cổ phương gia giảm tức là nó sẽ điều chỉnh, nó điều chỉnh về cái gì, số vị, tức là ví dụ như là trong cái phương cái thang thuốc cổ phương á, nha cái cổ phương á nó gồm có 5 vị nha, hoặc là gồm có 8 vị đi, thì bây giờ nó sẽ điều chỉnh lại còn lại là 4 vị hay là 5 vị nha, hoặc là có thể là tăng lên là 9 vị, 10 vị gì đó. Rồi liều lượng từng loại cũng khác luôn nha. Gia giảm mà đã nói kiểu gia giảm mà. À, nó có thể là liều lượng của loại này tăng lên nhưng mà loại kia giảm xuống. Rồi cách chế biến cũng thay đổi nữa. Nha, cách chế biến cũng thay đổi so với cổ phương. Rồi cách dùng cũng thay đổi và kể cả liều dùng. Thì gia giảm về cái lượng từng vị thì chắc chắn cái liều dùng nó cũng thay đổi. Được chưa? Tuy nhiên nó giống, nó sẽ giống với cổ phương ở chỗ là chỉ định. Đúng chưa? Ở đây này nó đâu nói khác về chỉ định đâu. À, nó chỉ khác về số vị, lượng từng vị, cách chế, cách dùng, liều dùng thôi. Chứ chỉ định là giống. Được chưa? Đó, và đó là cái cổ phương gia giảm giống cổ phương ở chỗ là cái chỉ định, còn lại là khác nha. Còn những nội dung còn lại là khác, chỉ giống chỉ định thôi. Thì khi mà các anh chị đọc một cái khái niệm ra, ví dụ như hỏi trong cái khái niệm này là thuộc về cổ phương hay cổ phương gia giảm hay là thuốc gia truyền hay tân phương, thì mình sẽ chọn đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích từng cái khái niệm một nha. Cổ phương là giống y chang như y văn nha, y văn cổ ngày xưa ghi sao là giống y chang. Còn cổ phương gia giảm tức là nó chỉ giống cái cổ phương ở chỗ chỉ định thôi, còn lại là khác. Được chưa? Rồi sẵn đang phân tích cái cổ phương gia giảm khác cổ phương, thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích cái tân phương luôn ạ. Nhìn xuống cái tân phương luôn trước giùm em ha. Khoan hả, đọc cái thuốc gia truyền nha. Rồi các anh chị đọc đọc cái định nghĩa tân phương và so sánh với cổ phương gia giảm và cổ phương. À, làm sao mà khi mà mình đọc cái định nghĩa là mình biết cái định nghĩa này là của cổ phương gia giảm hay là tân phương. Thêm là cổ phương gia giảm. Cổ phương gia giảm thì để phân biệt được cổ phương gia giảm và tân phương thì cổ phương gia giảm nó có giống với cổ phương ở Lê Dung, con ở Tân Phương thì nó khác hoàn toàn ạ. Dạ, Tân Phương là khác hoàn toàn tất cả những nội dung luôn. Còn cổ phương gia giảm giống với cổ phương ở chỗ nào chị nha? Ở liều dùng mà, cổ liều dùng là khác nha. Chị Đinh. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, các anh chị lưu ý về cái định nghĩa giùm em ha, giữa cái cổ phương gia giảm với lại Tân Phương á. Hai cái này rất là dễ nhầm lẫn nha. Khi mà các anh chị chọn á, rất là dễ nhầm lẫn nha. Đây, cổ phương gia giảm là nó vẫn còn giống cái cổ phương ở chỗ chỉ định nha, chỉ định. Còn những cái nội dung còn lại như là số vị, lượng từng vị, cách chế biến, cách dùng, liều dùng thì nó khác. Còn đối với tân phương thì sao đây? Thuốc có cấu trúc khác hoàn toàn so với cổ phương về số vị, nè lượng từng vị, nè cách chế, cách dùng, liều dùng và kể cả chỉ định. Chỉ định cũng khác luôn. Được chưa? Đó. Do đó là khi mà các anh chị đọc một cái định nghĩa nhớ giùm em ha. Đó. Khác luôn cả chỉ định thì nó là tân phương nha. Còn cái cổ phương gia giảm là vẫn còn giống cái chỉ định nha. Chỉ định nó không có khác. Rồi, tiếp tục cái định nghĩa thuốc gia truyền. Thì thuốc gia truyền thì mình biết rồi đúng không ạ? Thường là những cái bài thuốc nổi tiếng đúng không ạ? Nổi tiếng, có hiệu quả thì chắc chắn là nổi tiếng, lan truyền nha, khắp nơi. Do đó là đối với cái thuốc gia truyền á, thường các anh chị để ý là trên cái nhãn á, không có chỗ nào mà ghi rõ thành phần trong cái thuốc đó là gì hết nha. Tại không có ai mà tự nhiên đem cái bí kíp của mình ra nha, để cho mọi người biết. Thế thì những cái nhà thuốc khác nha, những cái chỗ khác mà ta làm theo đúng không ạ? Thế thì đâu còn là bí quyết nữa.
đâu còn là bí truyền nữa đó. Do đó là trong cái thành phần của thuốc gia truyền ít ai biết được trong đó có cái gì, ngoại trừ cái người mà làm ra nó. Nên trên thị trường nó có những trường hợp như thế này. Ví dụ như là đối với những bệnh nhân mà bị đau thấp khớp đó các chị, thì thường là bên Tây y là cho dùng cọc ti nha, giảm đau kháng viêm rất là hiệu quả, nhưng sử dụng về lâu về dài là nó sẽ gây ra những cái hậu quả, những cái tác dụng phụ cực kỳ nghiêm trọng. Điển hình nhất là ví dụ như là đau dạ dày, đúng chưa? Dùng cọc ti nhiều đau dạ dày. Cái thứ hai, giữ nước. Cái tác dụng nghiêm trọng nhất, cái tác dụng phụ nghiêm trọng nhất là giữ nước. Uống lâu ngày tự nhiên mặt tròn lên, mặt tròn như mặt trăng, nó giữ nước. Rồi cái thứ ba nữa đó là loãng xương. Các chị thường thấy là những cái cụ là khi mà bị đau thấp khớp á, riết rồi là loãng xương, cái tình trạng loãng xương là trầm trọng luôn. Rồi do đó là người ta sau này là sợ nha, sợ sử dụng cái thuốc Tây y, tại vì là sợ sử dụng cái cọc ti đó, em ơi chuyển qua thuốc Đông y. Thuốc Đông y cái có một cái chỗ đó bán cái thuốc gia truyền mà uống vào cho thấy nó hay lắm nha. Nó uống vào thấy cảm giác là nó đỡ đau nhiều nha, nó đỡ viêm đau nhiều. Cái bắt đầu là đồn truyền tay nhau nha, mua người này mua người kia giới thiệu đó. uống sau một thời gian thì cảm giác là cái mặt nó cũng tròn như mặt trăng vậy. Tức là nó cũng có cái tác dụng phụ của cọc ti. Thì khi mà điều tra ra lấy cái thuốc đó nha, ra xét nghiệm thì trong đó có trộn lẫn cái cọc ti. Thì thường thường mấy cái thuốc gia truyền, lần một là tán thành bột, hai là vo thành viên nha, viên dạng viên tể, viên đơn nha. Cái này thì ở đây là không nói hết toàn bộ nha các anh chị đó. Tức là do cái thuốc gia truyền là không có để những cái thành phần, không có công bố những thành phần ra, nên là có thể là những nơi lợi dụng nha, những nơi lợi dụng là người ta trộn cái cọc ti vào đó. Thì uống thấy hiệu quả mà, tại cọc ti giảm đau giảm viêm rất là nhanh. Uống rất là hiệu quả. Tuy nhiên là về lâu về dài nó thể hiện ra cái tác dụng phụ. Hoặc là có trường hợp là bé biếng ăn, còi cọc, cái cũng uống cái thuốc gia truyền nữa nha. Uống vào thì thấy là bé tăng cân bù bù luôn, nhưng mà kiểm tra kỹ lại thì cái khẩu phần ăn nó vẫn bình thường, nhưng nó vẫn tăng cân, tức là lúc này nó giữ nước. Cái phần tăng cân đó là phần lượng nước giữ lại trong cơ thể của bé. Thành ra là khi mà mình sử dụng cái thuốc gia truyền, mình cũng cần phải cẩn trọng nha. Cái này không phải gom hết, không phải là quơ đủ cả nắm, nhưng mà ý nói là nó sẽ có những cái cơ sở là lợi dụng cái tình trạng này nha, để pha trộn này nọ. Thành ra nếu như mà chúng ta không kỹ lưỡng về vấn đề này á, thì vô tình là chúng ta sử dụng nha, sử dụng cái corticoid mà mình không hay luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang cái thành phần cấu tạo của một phương thuốc nha. Thì trong một cái phương thuốc cổ truyền gồm có 4 thành phần sau: quân, thần, tá, sứ. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem coi vai trò của từng cái loại nha, vai trò của từng thành phần. Thì quân tức là vua, vua bao giờ cũng là cao nhất đúng không ạ, là chính, tức là cái vị thuốc chính chủ đạo trong cái phương thuốc đó. Bên tân dược mình thường hay gọi là cái hoạt chất chính đó, đúng không? Đó, thì quân nó cũng tương đương cái hoạt chất chính bên tân dược đó, là cái vị thuốc có tác dụng chính. Rồi thế thì thần tá sứ làm nhiệm vụ gì đây? Đây, vai trò của vị thần ha, có tác dụng hỗ trợ vị quân để giải quyết một cái triệu chứng chính nào đó, đồng thời giải quyết một cái khía cạnh nào đó của bệnh. Được chưa? Hỗ trợ thôi, hỗ trợ thêm cho vị quân thôi. Rồi nói nôm na là tăng tác dụng hiệp đồng cho vị quân. Còn đối với tá thì sao đây? Tá là có tác dụng giải quyết một cái triệu chứng nào đó nha, nhỏ thôi, nhỏ, nó cái vai trò nó yếu hơn so với cái vị thần. Rồi còn sứ thì sao? Là vị thuốc có tác dụng dẫn thuốc vào kinh. Thì thường mình coi phim Trung Quốc có mình hay nghe dùng cái này làm thuốc dẫn, dùng cái kia làm thuốc dẫn, tức là cái vị sứ này. Nhà sứ là vị thuốc có tác dụng dẫn thuốc vào kinh. Dẫn thuốc vào kinh tức là sao? Tức là làm sao cho thuốc đó đi vào cái tạng, cái phủ mà mình mong muốn. Nó giống y chang như cái sự quy kinh mà khi mà mình phân tích cái học thuyết ngũ hành hôm qua. Muốn cho thuốc đi vào tạng tỳ, phủ vị, thì làm cho thuốc nó có màu vàng vị ngọt chẳng hạn. Muốn cho thuốc đi vào tạng thận thì làm cho thuốc nó có màu đen vị mặn. Thì ý nghĩa của cái phần sứ này là vậy. Giúp cho cái thuốc đó đi vào đúng cái vị trí mà mình cần, mong muốn. Thì gọi là thuốc dẫn vào kinh.
Rồi thì ở đây mình cũng không có yêu cầu các anh chị là cho một cái phương thuốc và bắt buộc các anh chị phải phân tích vị nào là quân, vị nào là thần, vị nào là tá, vị nào là sứ nha. Ở đây là đưa ra cái ví dụ để cho mình hiểu thêm thôi, mình hiểu thêm về cái vai trò thành phần nha của một cái phương thuốc thôi. Đó, lý do tại sao nó có một cái sự phối ngũ lập phương như thế, tại vì nó là có một cái phối ngũ nha, giữa bốn cái thành phần quân, thần, tá, sứ để tác dụng hỗ trợ cho nhau. Rồi ví dụ như một cái phương ma hoàng thang đây, thì trong đó ma hoàng là vị quân, tại vì nó có tác dụng chính, nó đóng vai trò chính chủ đạo trong cái phương thuốc này. Rồi tiếp theo là quế chi là vị thần nha, tại vì nó giúp cho ma hoàng phát hãn giải biểu, tức là nó hỗ trợ thêm cái tác dụng chính cho cái ma hoàng. Rồi hạnh nhân là tá, tức là nó giải quyết một cái triệu chứng phụ nha, đó là ho đờm nha. Phương ma hoàng là có tác dụng là điều trị là ho ho đờm nữa, bình suyễn ho đờm nữa đó, do đó là cái hạnh nhân này nè có tác dụng điều trị cái triệu chứng phụ, đó là ho ho có đàm. Và cuối cùng cam thảo là vị sứ nha, thì cam thảo nó có vị ngọt giúp cho cái thuốc đi vào kinh nó dễ hơn. Rồi ngoài ra là nó cũng có tác dụng giải quyết một cái triệu chứng phụ, đó là ho. Cam thảo thì là cái dược liệu nó có chữa, có tác dụng chữa ho đông đàm, thì trong trong cái môn dược liệu chúng ta đã học rồi đúng không ạ? Chỉ ho bình suyễn, chỉ ho tức là cắt đứt cơn ho, cái chữ chỉ có nghĩa là cắt đứt chấm dứt, giống như chỉ huyết hôm qua mình phân tích đó, đó là cầm máu đó. Bình suyễn tức là chữa hen suyễn. Rồi tiếp theo là tứ khí ngũ vị, thì tứ khí này mình cũng nhắc lại thôi ha, chứ thật ra mình học rồi trong cái học thuyết âm dương rồi. Mình có tổng cộng là bốn khí, tức là bốn tính, tính hàn, tính lương, tính ôn, tính nhiệt. Rồi bây giờ các anh chị nhắc lại giùm em, trong đó tính nào thuộc âm, tính nào thuộc dương? Hàn, lương, ôn, nhiệt, tính nào thuộc âm, tính nào thuộc dương ạ? Rồi, hàn, lương là âm. À, hàn tính hàn, tính lương là thuộc âm, còn tính ôn, tính nhiệt là thuộc dương nha. Đó. Thì đối với những cái thuốc mà có tính hàn, tính lương thường là chữa những cái bệnh triệu thuộc là triệu chứng nhiệt, họ chứng nhiệt. À, và ngược lại, đối với những cái vị thuốc mà tính ôn, tính nhiệt thì thường là chữa những cái bệnh mà thuộc về hàn. Nha, tức là bệnh nhân cảm thấy là lạnh rét run thì bắt buộc là mình phải tăng thêm cái tính nhiệt, đó là ôn nhiệt nha. Còn bệnh nhân mà bị nóng trong người nha, hoặc là sốt cao gì đó thì bắt buộc phải sử dụng những cái thuốc mà mát, giống như các anh chị ở ngoài mình thường thường hay thấy đó. Ví dụ như một cái người bị nóng trong người đó, thì thường thường là người ta hay dùng những cái đồ mát nha, ăn đồ mát, uống xương sâm rồi hạt é này nọ đó để làm cho nó mát nha. Đó là do những cái loại đó, những cái loại thực phẩm đó là nó mang tính hàn, tính lương á. Rồi ngũ vị thì mình cũng học rồi luôn, có tổng cộng là năm vị đúng không ạ? Ngũ vị là năm vị đó, trong đó thì có hai vị thuộc dương và ba vị thuộc âm. Thì hai vị thuộc dương đó là vị cay, vị ngọt đó. Ba vị thuộc âm đó là vị đắng, vị mặn, vị chua, đúng chưa? Nha, thuộc dương. Ví dụ vị cay vị ngọt, các anh chị ăn nào mà cay quá hoặc là ngọt nhiều quá thì rất là dễ bị nóng trong người đúng không ạ? Còn ngược lại đắng mặn chua thì nó sẽ không có bị nóng trong người, tại vì nó ba vị này là ba vị thuộc âm. Thì sau khi học xong cái môn này thì có thể là mình sẽ bổ sung thêm một ít về cái kiến thức về liên quan đến cái cách phối hợp nha trong cái khẩu phần ăn uống của mình để phòng bệnh. Rồi năm cái vị này trong cái tiếng Hán Việt á, nó có tên như thế này nha, các chị cũng học luôn giùm em nha, để mình gặp mình cũng cũng biết được. Trong tiếng Hán Việt, vị cay có nghĩa là tân, do đó có nhóm thuốc tân ôn giải biểu, thì cái chữ cái từ tân có nghĩa là vị cay và ôn có nghĩa là tính ấm, nên những cái thuốc nằm trong cái nhóm tân ôn giải biểu là có vị cay và có tính ấm đó. Mình hiểu được cái từ Hán Việt thì mình sẽ thấy nó nhẹ nhàng. Rồi còn vị ngọt thì trong tiếng Hán Việt người ta gọi là vị là cam nha, cái từ cam nha, trong đông y gọi cam. Ví dụ như cây cam thảo, thì lý do tại sao gọi là cây cam thảo, bởi vì trong cái thành phần của cây cam thảo nó có saponin tên là lycopene có vị ngọt, nên người ta đặt tay tên cho cây là cây cam thảo luôn nha. Còn vị đắng thì gọi là khổ nha, ví dụ như trái khổ qua thì do trái khổ qua nó đắng thì cái từ khổ nó là đắng, vị đắng. Nhà chua là toan, mặn là hàm.
Thì trong cái bảng này không có yêu cầu các anh chị phải nhớ hết cái bảng này nha. Trong cái bảng này thì mục đích là giải thích giữa cái mối quan hệ bên Đông y và Tây y, bên bên Đông y và Tân dược á. Thì bên dược liệu của mình á, là mình chủ yếu là mình phân tích về cái thành phần hóa học trong cái dược liệu đó. Nào là nhóm alkaloid, tinh dầu, tinh bột đó, hay là nhóm glycoside vân vân. Thì cái vị này là do cái thành phần hóa học ở bên trong cái dược liệu đó nó quy định, nó quyết định, đúng không ạ? Đây ví dụ như là những cái thuốc mà có vị cay á, thì do trong cái thành phần hóa học của nó là chứa tinh dầu này, hoặc là một số cái alkaloid có vị cay như là alkaloid trong cái quả ớt hoặc là trong cái hạt tiêu là có vị cay. Đó. Thế thì cái tác dụng những cái thuốc mà có vị cay thì thường có tác dụng này nè. Cái cột tính chất là cái tác dụng của nó là phát tán, giải biểu, phát hãn thì là do cái thành phần này quyết định. Đúng không? Phát tán, giải biểu, phát hãn nói nôm na là giống như là giải cảm vậy đó. Thì thường thường tinh dầu là có tác dụng giải cảm. Đúng chưa? Đó. Rồi tương tự vị ngọt là do cái thành phần đường nha. Trong dược liệu mình học là do thành phần cái đường nha. Đường có vị ngọt đó. Đó. Thì thường những cái dược liệu có chứa cái phần đường hoặc là cái nhóm polysaccharide là có tác dụng là bồi bổ cơ thể chẳng hạn nha. Rồi tương tự nha. Thì cái bảng này là mình chỉ tham khảo thêm nha về cái mối quan hệ giữa cái tính chất hay nó khác hơn là tác dụng nha, với cái vị của nó là do cái thành phần hóa học ở bên trong cái dược liệu đó quyết định. Rồi bây giờ chủ yếu là chúng ta sẽ nhớ giùm em mỗi một cái vị nó có tác dụng gì. À, nó có tính chất gì? Đây, vị cay nè thì thường có tính phát tán, giải biểu, phát hãn, hành huyết, giảm đau, khai khiếu. À, nhớ mấy từ đỏ đỏ nè. Rồi, còn vị ngọt thì có tác dụng hòa hoãn, nhuận tràng, bồi bổ. À, vị ngọt là do có đường là nãy mình phân tích đó. Rồi vị đắng thì có tác dụng thanh nhiệt, chống viêm, sát khuẩn. Thì cái vị đắng là thường là do một số cái nhóm glycoside mình đã học rồi, ví dụ như là sabun, ví dụ như là sabonin nè, rồi anranoic, rồi flavonoic hay là cumarin, vân vân. Rồi vị chua thì thường thường là do một số cái axit hữu cơ. Rồi vị mặn là do cái dạng tồn tại là dạng muối. Thì ngoài ra thực tế thì nó còn hai vị nữa, đó là vị nhạt với lại vị chát. Vị chát trong dược liệu mình cũng học rồi, đó là một cái vị đặc trưng của cái hợp chất tannin, đúng không? Nhưng mà bên Đông y thì thường người ta thống kê năm cái vị này nhiều hơn. Nắm vị này thường gặp nhiều hơn đó, nên người ta thống kê là năm vị, và do đó người ta hay gọi bên y học cổ truyền là ngũ vị đó, là năm vị này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về mối quan hệ giữa tính với vị nha. Mối quan hệ giữa tính với vị thì bây giờ chúng ta sẽ đọc những cái tiêu đề của các mục này. Các vị thuốc có tính và vị giống nhau. Đây, đầu tiên cái vị thuốc, cái từ vị thuốc đầu tiên này là từng cái bộ phận dùng làm thuốc nha, từng cái loại thuốc á. Còn cái vị thứ hai này nè, mới nói đến cái vị cay mặn chua cay ngọt chua cay mặn đắng gì đó nha. Còn cái vị đầu tiên là các vị thuốc nè, cái từ vị thuốc đầu tiên nè là các bộ phận dùng để làm thuốc. Rồi các vị thuốc có tính và vị giống nhau thì thường là tác dụng giống nhau nha, tính vị giống nhau thì thường tác dụng giống nhau. Rồi một số vị thuốc cùng tính nhưng khác vị thì tác dụng khác nhau. Rồi, một số vị thuốc có vị giống nhau, tức là cùng vị nhưng khác tính, thì tác dụng cũng khác nhau. Rồi nếu như mà cả vị và cả tính khác nhau thì chắc chắn tác dụng cũng khác nhau. Đó. Thì tóm gọn lại giữa mối quan hệ giữa tính và vị, các anh chị chỉ cần nhớ một câu, đó là nếu như cả hai đều giống nhau, tức là cùng tính cùng vị, thì tác dụng nó mới giống nhau. Còn một trong hai khác hoặc là khác cả hai luôn thì chắc chắn tác dụng khác nhau. Tuy nhiên trong thực tế nó có trường hợp như thế này, đó là tính và vị của thuốc thay đổi bằng cách là bằng các phương pháp chế biến theo y học cổ truyền nha. Tức là nhờ vào các phương pháp chế biến theo y học cổ truyền mà một cái vị thuốc nó có thể thay đổi tính và vị, dẫn đến thay đổi tác dụng của nó luôn. Chẳng hạn như cái sinh địa và cái thục địa. Thục địa là cái miếng màu đen thui dẻo dẻo mà mình thường hay ăn trong cái gà tiệm thuốc bắc nha. Đó gọi là thục địa. Thì cái củ ban đầu lúc mà chưa qua chế biến gì hết á, thì người ta gọi là cái củ sinh địa. Thì cái thể chất của củ sinh địa nó là dạng xốp. Thì cái vị của cái sinh địa nó là vị đắng và tính hèn nha. Tính và vị của cái củ sinh địa, tức là lúc mà chưa có qua chế biến gì hết, thì nó là có vị đắng tính hèn. Do đó lúc này tác dụng của nó lương huyết, tức là làm mát nha, làm mát cái máu huyết
trong cơ thể. Rồi sau khi chế biến thành thục địa, tức là trải qua các phương pháp chế biến theo học cổ truyền, thì từ cái củ sinh địa nó thành củ thục địa. Từ củ sinh địa nó màu trắng là cái thể chất nó xốp, nó chuyển qua thành cái củ thục địa là nó cái thể chất nó dẻo, nó dẻo và màu nó đen thui. Thì lúc này tính và vị nó lại thay đổi. Ban đầu vị đắng thì bây giờ thành vị ngọt. Ban đầu tính hàn bây giờ trở thành là tính ôn. Trở nên ấm, ấm là tính ôn. Thế thì vị và tính nó thay đổi dẫn đến tác dụng cũng thay đổi luôn. Tác dụng ban đầu là lương huyết, nhưng mà tác dụng sau khi chuyển thành thục địa nó lại là bổ huyết. Thì đây chính là cái điểm hay của bên y học cổ truyền. Cùng một cái loại thuốc, cùng một cái vị thuốc nè, nhưng mà qua cái việc cái phương pháp biến đổi nha, bằng cách chế biến này nọ, thì nó sẽ chuyển thành một cái phương thuốc, một cái vị thuốc mới, tác dụng mới. Mình thấy rất là hay ha. Rồi, và cái chế biến từ cái sinh địa thành thục địa này, nó có một cái phương pháp gọi là cửu chân cửu sái, tức là 9 lần chân, 9 lần đem phơi. Ngày xưa thì từ cái sinh địa chuyển thành thục địa là người ta cứ chân xong rồi cái đem phơi, phơi xong cái đem xuống chân, chân rồi phơi, phơi chân. Đó, cứ lặp đi lặp lại 9 lần như thế, thì từ một cái củ sinh địa nó chuyển thành cái củ thục địa. Rồi, tiếp tục. Tới khuynh hướng thăng giáng phù trầm thì mình đã học rồi, thăng là đi lên, mình học trong cái nguyên tắc điều trị bệnh hôm qua trong cái bài bát cương bát pháp đó nha. Thăng là đi lên, giáng là hướng xuống. Bệnh có hướng đi lên thì mình dùng thuốc giáng, bệnh có hướng đi xuống thì mình dùng thuốc thăng, đúng không? Rồi bây giờ hôm nay mình sẽ tìm hiểu cái từ phù và trầm có nghĩa là gì nữa ha. Đây, rồi nhắc lại cái khuynh hướng thăng giáng của thuốc nha. Thì khi nào mình sử dụng những cái thuốc mà có khuynh hướng thăng, tức là những cái bệnh mà có cái khuynh hướng xa giáng, ví dụ như là xa trực tràng, xa dạ dày, xa tử cung gì đó nha, tức là các cơ quan đó nó lệch cái vị trí ban đầu theo cái hướng là đi xuống, thì bây giờ mình bắt buộc phải sử dụng cái thuốc thăng là để kéo nó lên. Rồi ngược lại với khuynh hướng thăng thì nó là khuynh hướng giáng nha. Giáng tức là cái khuynh hướng của thuốc á là đi xuống, tức là sẽ sử dụng trong những trường hợp mà bệnh nhân có cái hướng bệnh đi lên, ví dụ như là ho hen suyễn khó thở nha. Hen suyễn khó thở là hước lên, ho có đờm thì bắt buộc là mình phải ho hước lên để tống cái đờm ra ngoài. Nôn mửa cũng vậy luôn, đó là cái bệnh có khuynh hướng đi lên, thì bây giờ mình dùng thuốc là để kéo nó xuống nha. Kéo nó xuống là dùng cái thuốc mà có khuynh hướng giáng. Rồi tiếp tục phù tức là khuynh hướng ra ngoài. Đó là hướng tác dụng của thuốc là đẩy nó ra ngoài. Thì sử dụng trong cái trường hợp mà bệnh lấn sâu vào bên trong, ví dụ như những trường hợp cảm mạo, phong hàn, phong nhiệt. Bệnh có khuynh hướng đi vào bên trong thì bắt buộc lúc này mình phải đuổi nó ra ngoài. Đuổi nó ra ngoài thì mình sẽ sử dụng cái thuốc có khuynh hướng phù. Và ngược lại với phù là trầm. Thay vì phù thì đẩy nó ra ngoài, thì trầm là ém nó đi vô. Đẩy nó đi vô. Thì trong cái trường hợp ví dụ như là bệnh nhân bị mụn nhọt nè, lỡ ngứa nè, hoặc là bị dị ứng nổi ban rồi đó, thì mục đích của mình là làm cho nó xẹp xuống luôn mà, nó xẹp xuống là đẩy nó đi vô trong, thì sử dụng lúc này sử dụng cái thuốc mà có khuynh hướng trầm, tức là đẩy nó đi vào trong, đẩy vào trong, hoặc là trường hợp mà bệnh nhân đạo hãn tự hãn, tức là ra mồ hôi nhiều quá, thì bây giờ là làm cho nó giảm bớt, thì cũng là sử dụng cái thuốc có khuynh hướng trầm. Rồi nói nôm na thì khuynh hướng thăng giáng phù trầm là cái nguyên tắc điều trị cũng tương tự như ban đầu mình đã nói rồi, là tác dụng của thuốc nó bắt buộc phải ngược chiều lại với cái tác dụng của bệnh, với cái hướng của bệnh. Rồi bây giờ mình sẽ nhắc lại cái phần sự quy kinh của thuốc nha. Trong học thuyết ngũ hành mình đã nói cái phần này rồi, bây giờ chỉ nhắc lại thôi. Thì theo cái bảng mà giữa ngũ hành tương ứng với ngũ sắc và ngũ vị nha, thì với lại ngũ hành tương ứng với ngũ tạng và ngũ phủ, thì mình ra được một cái cơ sở của sự quy kinh như sau. Đó là đối với thuốc còn mà có màu xanh vị chua thì thường là sẽ đi vào tạng can phủ đởm nha, đúng không? Hay nói khác hơn là những cái muốn cho thuốc đi vào tạng can phủ đởm thì thuốc bắt buộc phải có màu xanh vị chua. Thường thì cái này là chỉ mang tính chất tương đối thôi nha các anh chị, nhà thống kê chung thôi, chắc chắn ngoài thực tế nó sẽ có những trường hợp ngoại lệ. Rồi tiếp tục, muốn cho thuốc đi vào tạng tâm phủ tiểu tràng thì thường là thuốc có màu đỏ vị đắng.
Muốn cho thuốc đi vào tạng tỳ phủ vị thì thường là thuốc có màu vàng vị ngọt. Cái này thì mình sử dụng các phương pháp chế biến theo y học cổ truyền được nè. Muốn cho màu vàng thì mình sao vàng lên, muốn cho vị ngọt thì mình sẽ ngâm trong mật ong hay cam thảo gì đó. Rồi thuốc có màu trắng vị cay thì sẽ đi vào tạng phế phủ đại tràng. Rồi tiếp tục là thuốc có màu đen vị mặn thì sẽ đi vào cái tạng thận phủ bàng quang. Và cái trường hợp này mình cũng chế biến được luôn. Muốn cho màu đen thì mình sẽ sao cho nó đen hoặc là sao tháng luôn. Còn muốn cho vị mặn thì ngâm trong muối. Đó là cơ sở của sự quy kinh nha. Và nhờ vào cái cơ sở sự quy kinh này mà mình sẽ thay đổi cái tính vị của thuốc, dẫn đến thay đổi tác dụng của thuốc luôn. Rồi phần cuối cùng của chương 5 đó là tương tác thuốc trong y học cổ truyền. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu giùm em coi phân tích nha. Phân tích coi trong 6 cái tương tác này, tương tác nào là có lợi, tương tác nào là có hại. Rồi mình đọc và mình trả lời giùm em ha, xem coi tương tác nào có lợi, tương tác nào có hại trong 6 loại tương tác này. Tương tác có hai là tương phản và tương ác hả cô? Dạ, rồi tương tác có hại là tương phản và tương ác. Lý do tại sao hả chị nghe? Bởi vì tương phản thì cả hai, nếu như mà phối hợp cả hai thì hai vị thuốc sẽ gây ra phản ứng không tốt và gây thêm độc tính cho cơ thể. Còn tương ác thì cả hai cái, nếu như mà dùng hai cái vị thuốc này cùng lúc thì nó kiềm chế tính năng của vị kia. Dạ. Rồi, tìm kiềm chế tác dụng tính năng, tức là làm giảm tác dụng tính năng, đúng không ạ? Là không có lợi ha. Rồi em cảm ơn chị. Rồi thế thì bốn cái còn lại là có lợi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích. Thì cái chỗ tương tác thuốc này nè, có thể hỏi các anh chị là đưa ra cái định nghĩa hay cái đặc điểm nè, là hỏi đây là tương tác nào. Đó, ví dụ như đưa ra là hai vị thuốc có tính vị giống nhau phối hợp tác dụng điều trị tốt hơn. Là tương tác nào. Rồi hai vị thuốc có tính vị khác nhau khi dùng chung tác dụng tăng lên là tương tác nào. Thì mình sẽ lưu ý nha, lưu ý về cái định nghĩa của mỗi một loại tương tác. Rồi hoặc là trong các loại tương tác sau, tương tác nào có lợi hoặc là tương tác nào có hại. Bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích nha. Thì đầu tiên là mình phân tích hai cái không có lợi trước, đó là tương ác và tương phản. Đây, tương ác là gì đây? Vị này kiềm chế tính năng của vị kia, hay nói khác hơn là kiềm chế tính năng tác dụng của nhau. Tức là làm khi mà dùng chung hai cái loại thuốc này nè, thì cái tác dụng của mỗi một loại thuốc nó bị giảm. Mà tác dụng giảm thì chứng tỏ là nó không có lợi, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo tương phản. Khi dùng phối hợp hai vị thuốc sẽ gây phản ứng không tốt. Đó, mình thấy cái từ không tốt là mình thấy không có lợi rồi, đúng không? Nè, thì thế thì tương ác với là tương phản là không có lợi. Nếu như mình trong một cái phương thuốc mình kết hợp có cái tương tác tương ác với là tương phản là bắt buộc mình phải tách ra riêng. Chứ nếu dùng chung là không có lợi cho bệnh nhân. Đây, thậm chí cái tương phản còn gây thêm độc tính cho cơ thể bệnh nhân nữa. Đó, cực kỳ nguy hiểm luôn. Thành ra bắt buộc mình phải không thể để hai cái tương tác này xảy ra trong một cái phương thuốc. Rồi, còn bốn cái tương tác còn lại. Đây, tương tu là tác dụng hiệp đồng. Tức là khi mà phối hợp với nhau thì tác dụng điều trị tốt hơn, tức là tăng tác dụng. Còn tương xử, tác dụng hiệp đồng của hai vị thuốc có tính vị khác nhau. Tức là nó tương tự như tương tu vậy. Tương úy. Đây, thì mới đầu á, khi mà mình đọc sơ qua, mình thấy cái từ ức chế, mình tưởng đâu là nó là có lợi có hại. Tại vì mình thấy ức chế, nhưng mà mình kiểm tra kỹ lại là ức chế độc tính chứ không phải là ức chế tác dụng.
khi nào ức chế tác dụng mới là có hại, còn này ức chế độc tính là có lợi. Tức là hai cái vị thuốc có độc tính dùng với nhau, nó ức chế, nó triệt tiêu cái độc tính của nhau thì nó sẽ là lợi, nó lợi thế hơn, đúng không ạ? À, tương tự tương sát cũng vậy luôn, tiêu trừ độc tính của nhau, tức là nếu như mà dùng riêng thì mỗi một cái vị thuốc này nó gây độc, nhưng mà khi mà dùng chung với nhau thì độc tính nó mất luôn. À, mất độc tính, tiêu trừ độc tính là mất độc tính, còn cái tương úy là ức chế độc tính, tức là giảm cái độc tính. Được chưa? Đó, mình phân biệt cái tương úy với tương sát nha. Để hai cái này đều nhắc đến là ức chế độc tính nha. Nhưng mà cái tương úy là giảm cái độc tính thôi, còn cái tương sát là tiêu trừ luôn, mất độc tính luôn nha. Rồi, vậy là các anh chị cố gắng phân biệt sáu cái loại tương tác trong cái thuốc cổ truyền này giùm em nha. Đó. Thì là bên cái thuốc đông y vẫn có tương tác thuốc, chứ không phải là chỉ có bên tân dược mới có tương tác thuốc, mà bên thuốc đông y vẫn có tương tác thuốc, do đó khi sử dụng mình cũng cần phải lưu ý. Rồi, còn cái phân loại thuốc cổ truyền á, thì nó có nhiều cách phân loại nha, nhưng mà thường thì mình sẽ phân loại theo cái cách phân loại theo tính chất thì ít sử dụng, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm thì ít sử dụng. À, thường là hoặc là phân loại theo tính vị, hoặc là phân loại theo tác dụng, và hoặc là phân loại vừa tính vị và vừa tác dụng. Và cái cách phân loại thứ ba, cái cách phân loại thứ tư này là thường hay sử dụng nhất, đó là phân loại dựa vào tính vị và tác dụng. Ví dụ như là đây, thuốc tân ôn giải biểu. Nghe cái tên của cái nhóm thuốc là mình biết được thuốc này có vị cay, có tính ôn, nó tính vị nè, rồi tác dụng của nó là giải biểu. Rồi, thế thì giải biểu là cái gì thì một tí em sẽ hướng dẫn các anh chị xem cái bài nha, xem bài trong cái phần còn lại các nhóm thuốc. Rồi, và của chúng ta có tổng cộng là 15 nhóm thuốc, thì 15 nhóm thuốc này các anh chị đều phải xem hết nha, xem hết. Đó. Đây, nhóm giải biểu nè, thanh nhiệt, trừ hèn, trừ thấp, chữa ho, trừ đờm, bình suyễn, bình can tức phong, an thần, phần khí, phần huyết. Bổ dưỡng tiêu đạo, tả hạ cố sáp. Thì có một vài cái nhóm á, khi các anh chị đọc lên các anh chị hiểu được cái tác dụng của nó, nhưng mà có một vài nhóm thì hơi khó nha. Ví dụ như là bình can tức phong đó. Còn cái thuốc giải biểu thì mình có thể hình dung được rồi. Giải biểu tức là nó chữa cảm mạo, chữa cảm mạo, phong nhiệt, phong hàn rồi đó. Thanh nhiệt thì mình cũng biết luôn, trừ hàn, trừ thấp thì nghe cái tên là mình biết rồi. Chữa ho cũng vậy luôn, trừ đờm cũng vậy. Bình suyễn tức là chữa hen suyễn, an thần nha, tác dụng an thần gây ngủ mình biết rồi. Bổ dưỡng tiêu đạo tức là kích thích tiêu hóa, tả hạ tức là nhuận tràng, cố sáp tức là chữa tiêu chảy chẳng hạn. Rồi, thì các nhóm thuốc có một tí em sẽ hướng dẫn các anh chị xem nha. Thứ nhất là mình sẽ xem coi tác dụng của nó là làm gì, để đọc tên cái nhóm thuốc ra mình phải hiểu được tác dụng của nó là gì. Rồi, và trong đó có những cái gì, những cái dược liệu nào nằm trong cái nhóm thuốc này. Rồi, đó là xong cái chương số 5 là thuốc cổ truyền. Thì ở chương số 5 là nói lên ra là đại cương về thuốc cổ truyền, giải thích một số cái khái niệm nha, giải thích một số cái tính vị của thuốc và một số cái tương tác của thuốc. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang cái chương số 6, đó là các phương pháp chế biến theo y học cổ truyền. Ở các bài mình cứ nhắc đi nhắc lại nha. Nếu như mà chế biến theo phương pháp y học cổ truyền thì thay đổi tính vị dẫn đến thay đổi công năng nha, dựa trên cái cơ sở sự quy kinh gì đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem coi đó là những phương pháp nào nha, đó là những phương pháp nào và mỗi một phương pháp thực hiện ra sao. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang chương số 6 nha, chương số 6. Thì trong chương số 6 này mình sẽ biết được mục đích của việc chế biến thuốc theo các phương pháp cổ truyền, tức là mình sẽ xem coi có những mục đích chung nào nha. Rồi, cái thứ hai đó là mô tả từng cái phương pháp. Rồi, đây là 7 cái mục đích chung của tất cả các phương pháp chế biến theo y học cổ truyền luôn nha các anh chị nha. 7 cái mục đích chung này đó. Thì chế biến để làm cái gì, nghĩa là vậy đó, chế biến để làm cái gì? Thứ nhất, tạo ra tác dụng điều trị bệnh mới. Ví dụ như chẳng hạn như hồi nãy các anh chị thấy là từ một cái củ sinh địa tác dụng lương huyết, nhưng mà sau khi mình chế biến nó sẽ tạo ra một cái tác dụng mới, đó là bổ huyết, đúng không? Nó thay đổi tính vị dẫn đến thay đổi công năng của thuốc. Rồi, cái ý thứ hai, tăng hiệu lực điều trị bệnh, tức là tăng cái tác dụng vốn có của cái thuốc đó chẳng hạn.
Rồi ý thứ ba, giảm tác dụng không mong muốn, tăng độ an toàn của vị thuốc, tức là một số cái thuốc á, nó có độc tính. Chẳng hạn như trong cái dược liệu hôm bữa em có nói, ví dụ như mã tiền hoặc là phụ tử, ô đầu phụ tử là trong bản thân nó có chất độc, đúng không? Chất độc bản E luôn. À, nếu như mà mình dùng đường trong thì chắc chắn là gây ngộ độc cho bệnh nhân tử vong liền. À, thành ra nếu như mà chưa qua chế biến gì cả thì bắt buộc phải dùng ngoài, tức là chỉ xoa bóp ngoài da thôi. Còn nếu mà dùng trong thì phải sử dụng là mã tiền chế hoặc là phụ tử chế. À, chế tức là làm giảm đi cái độc tính của nó. À, đó đó chính là cái mục đích số 3 này. Rồi mục đích số 4, ổn định tác dụng của thuốc. Thì trong dược liệu mình cũng học rồi cái chỗ là cái khí khâu ổn định, tức là giữ không cho cái hoạt chất bên trong cái dược liệu thay đổi nha. Và bên dược liệu mình cũng có nói là những cái phương pháp phá hủy enzyme không không cho nó làm biến đổi tác dụng của thuốc, không làm biến đổi thành phần của thuốc đó. Đó thì bên y học cổ truyền cũng có nha, đó, ổn định tác dụng của thuốc là làm cho nó không có bị biến đổi. Rồi mục đích thứ năm, bảo quản thuốc. À, bảo quản thuốc thì trong dược liệu mình cũng có nói rồi, các phương pháp làm khô để mục đích bảo quản thuốc cho nó lâu hơn. À, rồi làm sạch thuốc ha, hoặc là thay đổi dạng dùng, đó chính là bảy cái mục đích chủ đạo của các phương pháp chế biến theo y học cổ truyền. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu các phương pháp chế biến thì nó sẽ chia làm ba nhóm lớn: nhóm hỏa chế, nhóm thủy chế và nhóm thủy hỏa hợp chế. Ngoài ra còn một số cái phương pháp khác, thì cái một số phương pháp khác này một tí sẽ cho các anh chị tham khảo thêm thôi, chứ mình sẽ không có học cụ thể. Chủ yếu là mình sẽ tập trung vào nhóm hỏa chế. Nhóm hỏa chế tức là các phương pháp trong cái nhóm này chỉ sử dụng lửa thôi mà không sử dụng nước. Còn ở nhóm thủy chế là chỉ sử dụng nước nhưng mà không sử dụng lửa. Và cái nhóm thứ ba, thủy hỏa hợp chế, là vừa sử dụng lửa vừa sử dụng nước. Thì thường cái nhóm số 3 này mình thấy hay sử dụng nhất. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích. Cô ơi cô, em không thấy cái bài slide. Dạ. Em không thấy bài slide cô chiếu ấy. À, chị nghe không không nãy giờ không thấy luôn hả chị? Dạ đúng rồi, không biết là các bạn có thấy không. Dạ các anh chị khác có thấy cái slide em chiếu không ạ? Dạ có cô ơi. Đầu có lại cái màn hình đó, cái quay về lúc đầu xem sao. Dạ có cô ơi. Đâu chị nghe thử thoát ra rồi vào lại thử anh chị. Vâng, em xin lỗi ạ. Dạ. Thấy thấy chưa? Vâng. Cũng có thể là nó nằm ở trong cái một cái phần nhỏ ha, mình bung ra. Rồi vậy em tiếp tục nha. Rồi thì nãy giờ là em có phân tích ngắn gọn về bảy cái mục đích của cái việc chế biến theo phương pháp y học cổ truyền. Thì trong tài liệu có giới thiệu cho mình, có trình bày cụ thể từng cái mục đích một, phân tích từng cái mục đích một. Đây cụ thể ví dụ ha. Này, cái mục đích số 1, tạo ra tác dụng điều trị bệnh mới. Đó. Thì ví dụ như hồi nãy mình thấy đó, cái sinh địa nha, cái sinh địa ban đầu của nó là lương huyết, tác dụng của nó là lương huyết, thì sau khi chế biến nó thay đổi tính và vị dẫn đến thay đổi tác dụng nên nó sẽ chuyển sang là bổ huyết. Đó. Thành ra là nhờ cái phương pháp chế biến này nó tạo ra được cái tác dụng mới. Hoặc là ứng dụng theo cái học thuyết ngũ hành. Hoặc là ứng dụng theo học thuyết ngũ hành đó. Ví dụ như là muốn cho thuốc quy vào tạng tỳ phủ vị thì làm cho thuốc nó có màu vàng vị ngọt, muốn cho thuốc quy vào tạng thận phủ bàng quang thì làm cho thuốc nó có màu đen vị vị mặn chẳng hạn nha. Hoặc là muốn dẫn thuốc đi vào tạng can phủ đởm thì làm cho thuốc nó có vị chua bằng cách là ngâm trong giấm chẳng hạn. Hoặc là muốn dẫn thuốc vào phế thì làm cho thuốc có vị cay. Muốn dẫn thuốc vào tâm thì làm cho thuốc có màu 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 đỏ vị đắng đó. Thì cũng chính nhờ cái sự quy kinh theo cái học thuyết ngũ hành á mà mình tạo ra được một cái tác dụng mới nha, điều trị bệnh mới của cái bệnh luôn, và tăng cái hiệu lực điều trị bệnh luôn nha, tăng cái hiệu lực điều trị bệnh. Rồi hoặc là
cái mục đích số 2 á, tăng cái hiệu lực điều trị bệnh á, bằng cách là hiệp đồng với cái phụ liệu đi kèm nha. Hiệp đồng với phụ liệu đi kèm tức là sao? Tức là ví dụ như bán hạ là có tác dụng là chữa ho, đúng chưa? Đó, thì bây giờ chích với cái dịch gừng thì nó tăng cái hiệu lực là thêm cái chống nôn luôn. Nè, chữa ho, chống nôn. Rồi, còn cái mục đích số 3 này, giảm tác dụng không mong muốn thì như hồi nãy em có nói nha. Một số cái vị thuốc mà có độc tính thì bây giờ nhờ các phương pháp chế biến của cổ truyền này làm giảm độc tính của nó. Chẳng hạn như cái phụ tử á, các anh chị hay nghe là diêm phụ. À, diêm phụ tức là cái phụ tử đó nó ngâm trong cái dịch muối, diêm là muối á. À, thì để làm giảm cái độc tính aconitin trong cái thành phần của cái củ phụ tử nha. Thế thì nó sẽ sử dụng theo đường trong được, tức là dùng đường uống được. Rồi còn cái mục đích số 4, ổn định tác dụng của thuốc nè. À, thì nhờ các phương pháp phá hủy enzyme nha, mà trong cái dược liệu mình học đó, thì để bất hoạt cái enzyme không cho nó hoạt động, để làm thay đổi cái tác dụng của, thay đổi cái hoạt chất ở bên trong dược liệu. À, tại vì một khi enzyme hoạt động thì nó sẽ xúc tác các phản ứng hóa học xảy ra, nó làm biến đổi các hoạt chất. À, ví dụ như ha, hòe hoa tức là nụ hoa hòe đó, sao qua tức là sao sao sơ qua thôi nha, chứ không có sao kỹ. Sao là rang á các chị nha, rang tức là đặt lên trên chảo, rang nóng sơ qua thôi, mà mục đích là tiêu hủy cái enzyme phân hủy cái rutin nha. Thì thế thì cái thành phần rutin nó sẽ không có bị phân hủy, không có bị biến đổi. Rồi mục đích số 5, bảo quản thuốc. À, bảo quản thuốc thì nhờ các phương pháp phơi sấy nha, hoặc là rang rồi đó, để làm giảm cái độ ẩm của thuốc, thế thì nó sẽ bảo vệ được được thuốc, bảo quản thuốc được lâu hơn. À, mục đích số 6, làm sạch thuốc. À, thì loại bỏ một số cái tạp cơ học nha. Và mục đích số 7, thay đổi dạng dùng, tức là có những cái thuốc á, cái dạng nó to quá thì bây giờ mình điều chế thành dạng bột, dạng bánh chẳng hạn, để thay đổi dạng dùng nha, để sử dụng cho dễ hơn. Đây, một số vỏ sò như là mẫu lệ, cửu khổng. Mẫu lệ là vỏ của con hào đá nha các anh chị. Còn cửu khổng á, là vỏ của con bào ngư. Yeah, cửu là chính, cửu khổng là chính cái lỗ. Thì trong vỏ của con bào ngư á, các anh chị để ý là cái mặt bên trong của cái vỏ bào ngư á, nó sẽ có một cái hàng có chín cái lỗ, à, nó xếp thẳng hàng với nhau thì gọi là cửu khổng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các phương pháp chế biến theo y học cổ truyền nha các anh chị. Thì mình có tổng cộng là 3 nhóm phương pháp. Nhóm thứ nhất là nhóm hỏa chế, nhóm thứ hai là thủy chế và nhóm thứ ba là thủy hỏa hợp chế. Hỏa chế tức là chỉ sử dụng lửa thôi, không có dùng nước. Còn thủy chế là chỉ dùng nước, không dùng lửa. Còn thủy hỏa hợp chế là vừa dùng lửa vừa dùng nước. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem cái nhóm hỏa chế nha. Hỏa chế. Rồi thì đây là mục đích của cái nhóm hỏa chế. Thì cái mục đích của nhóm hỏa chế nó nằm trong cái 7 mục đích chung. À, nó nằm trong 7 mục đích chung của cái các phương pháp chế biến theo học cổ truyền luôn. Và mục đích chính của cái nhóm hỏa chế đó là tăng tính ấm, giảm tính hàn. Tại vì hỏa mà, hỏa là lửa, tức là tăng cái tính ấm. À, tăng cái tính ấm cho vị thuốc. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem coi các phương pháp nằm trong cái nhóm hỏa chế là gồm có những phương pháp nào. Thì chỗ này cũng hay hỏi. À, ví dụ như hỏi là trong các phương pháp sau, phương pháp nào thuộc nhóm hỏa chế, phương pháp nào thuộc nhóm thủy chế, hay là phương pháp nào thuộc nhóm thủy hỏa hợp chế thì mình chọn. À, thì những cái phương pháp này khi mà mình đọc lên thì mình có thể dự đoán được nha, nó là thuộc cái nhóm hỏa chế. Tại vì trong đây mình đọc lên là thấy nó không có sự can thiệp của nước trong này, nhưng mà riêng cái phương pháp chế xương á, rất là dễ bị nhầm lẫn qua cái phương pháp thủy chế. Tại sao? Tại vì mình nghe cái chế xương cái mình liên tưởng đến xương buổi sáng sớm, mà xương buổi sáng sớm là nước, đúng không? Cái mình đánh chọn nó là phương pháp thủy chế là sai nha các anh chị. Chế xương một tí các anh chị xem kỹ coi nó là cái gì, à, mà tại sao nó được xếp vào trong cái nhóm hỏa chế. Còn sao là rang lên thì mình thấy rồi, mình biết rồi, mình đâu có dùng nước đâu, đúng không? Mình nung cũng vậy, lùi hột mít lùi cho, mình thấy đâu có dùng nước gì đâu. Nướng cũng thế, hỏa phi thì nghe cái từ hỏa là biết trong nhóm hỏa chế luôn rồi, được chưa? Rồi, giờ tiếp nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu từng cái phương pháp một. Phương pháp sao?
sao hay còn gọi là rang nha, mình thường hay gọi rang á, thì trong đông y người ta gọi là sao, phương pháp sao. Sao thì có sao trực tiếp và sao gián tiếp nha. Sao gián tiếp, à, sao gián tiếp tức là sao nó trung gian qua một cái phụ liệu nào đó. Ví dụ như các anh chị hay thấy người ta bán hạt dẻ Thái Lan rang á, à, người ta rang trong cái cát đúng không, à, rang trong cát núi hoặc là trong muối rồi đó, là sao cách đó, cách cát hoặc là cách gạo hay là cách hoạt thạch vân vân, tức là sao trong một cái phụ liệu mà rang chung thông qua một cái phụ liệu trung gian để truyền nhiệt vào cái vị thuốc. Còn sao trực tiếp tức là cái nhiệt nó truyền trực tiếp vào cái vị thuốc đó luôn, tức là cái vị thuốc nó tiếp xúc trực tiếp trên cái chảo. Rồi sao trực tiếp á, thì có nhiều kiểu sao nha, sao qua nè, sao vàng nè, sao vàng cháy cạnh nè, sao vàng hạ thổ, rồi sao đen, rồi sao cháy là khác nữa nha, sao đen là khác, rồi sao cháy là khác. Thế thì nhiệm vụ của mình là phân tích từng cái kiểu sao này nha, từng cái phương pháp sao này. Rồi đầu tiên là sao qua. Sao qua thì cái nhiệt độ thấp thôi, khoảng từ 50 đến 80 độ C, và mục đích là để làm khô nha, làm khô thuốc, tức là hồi nãy cái mục đích là bảo quản thuốc đó nha, mục đích làm khô thuốc, tránh mối mọt, ổn định thành phần của hoạt chất. Thành ra là cái thời gian của cái phương pháp sao qua ngắn thôi nha, sơ qua thôi nha, để làm cho nó khô nha, đó là sao qua. Còn sao vàng á, thì nghe cái tên là mình biết là rang tới khi nào mà cái bề mặt ngoài của cái lá thuốc đó nó có màu vàng là được nha. Thì cái nhiệt độ lúc này mình sử dụng là khoảng từ 100 đến 600 độ C nha. Rồi cứ là sao liên tục nha, để cho cái bề ngoài của cái thuốc đó nó có màu vàng. Rồi còn thế thì sao vàng cháy cạnh là sao? Mình nghe cái từ cháy cạnh là mình thấy nó khác chỗ này, đúng không? Ở bề ngoài cái vị thuốc nó có màu vàng, và bên cạnh đó là những cái cạnh á, những cái cạnh của vị thuốc nó có màu đen, nó cháy đen lên. À, thì mục đích của sao vàng cháy cạnh là để làm giảm bớt cái mùi vị khó chịu của cái thuốc. Còn mục đích của sao vàng thì tăng cái tác dụng quy vào tạng tỳ phủ vị. Như hồi nãy mình nói, thuốc mà có màu vàng vị ngọt thì nó sẽ quy vào tạng tỳ phủ vị. Và một cái nữa, khi mà mình sao vàng nó có mùi thơm, mà mùi thơm nó lại quy vào tạng tỳ phủ vị luôn. Rồi sao vàng hạ thổ thì mình nghe là mình biết làm sao rồi. Sau khi sao cho nó vàng thì mình sẽ đào đất nha, mình chôn dưới đất. Thì thường thường bên đông y á, các chị hay thấy à, cái này hạ thổ, kia hạ thổ. Thì mục đích của việc hạ thổ đó là cân bằng âm dương nha. Tại vì sau khi sao xong rồi thì nó mang cái phần dương nhiều hơn, nó nóng mà, nó mang phần dương nhiều hơn. Thì bây giờ mình đào xuống đất để nó hấp thụ cái phần âm, để cân bằng âm dương nha. Rồi sao đen thì bây giờ mình sẽ phân biệt giữa sao đen với sao cháy nha các anh chị. Cái nhiệt độ sử dụng là như nhau, là từ 180 đến 240. Nhưng mà cái đặc điểm của cái sao đen như thế nào đây? Vị thuốc mặt ngoài có màu đen nhưng mà bên trong lại có màu vàng. Tức là mặc dù là bên ngoài nó có màu đen, nhưng khi mà các anh chị bẻ ra thì cái phần thịt ở bên trong các anh chị thấy nó vẫn còn màu vàng nha, vẫn còn màu vàng. Còn sao cháy á, tức là mình sẽ sao thời gian lâu hơn tí nữa nha. Tại sao? Bởi vì mặt ngoài màu đen nhưng mà bên trong vẫn màu nâu đen, tức là khi bẻ ra là vẫn màu vợ cái bên trong á, cái phần thịt bên trong nó là màu nâu đen. Còn cái sao đen thì phần thịt bên trong nó vẫn còn màu vàng. Đó. Do đó khi mà các anh chị đọc cái định nghĩa, các anh chị cần phải phân biệt giữa sao đen với sao cháy nha. Cả hai cái loại này thì bề mặt ngoài của vị thuốc đều có màu đen hết, nhưng mà nó khác ở bên trong cái lõi giữa. Một cái là bẻ ra vẫn còn màu vàng, một cái là bẻ ra nó đã chuyển qua màu nâu đen rồi nha. Là sao tháng hay là sao cháy liền đó. Thì cái kiểu sao tháng này nè, để giúp cho thuốc quy vào cái tạng thận nha, quy vào tạng thận. Như hôm qua mình có phân tích cái vụ mà tác dụng cầm máu của các vị thuốc đó, quy vào tạng thận thì nó sẽ khắc lại với cái tình trạng đang chảy máu trên tạng thận, đúng không? Nó theo cái tính chất là tương khắc. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu các phương pháp sao gián tiếp. Gián tiếp tức là thông qua một cái phụ liệu trung gian nha. Lúc này nhiệt nó truyền gián tiếp thông qua cái phụ liệu trung gian. Thế thì nó có ưu điểm đó là nhiệt nó sẽ truyền đều hơn. Còn đối với các phương pháp sao trực tiếp á, thì cái nhiệt á, nó sẽ áo bao bên ngoài cái mặt ngoài của cái vị thuốc á. Thế thì nó tạo thành một cái màng cứng, có thể là nó ngăn không cho nhiệt đi sâu vào bên trong, nên có một số cái trường hợp là ở bên trong nó không khô, bên ngoài thì nó cứng ngắc nhưng mà bên trong nó không khô.
nhiệt nó truyền không đồng đều. Còn khi mà sao trực tiếp, sao gián tiếp á, thì nhiệt nó sẽ truyền đồng đều vào bên trong cái vị thuốc đó. Rồi thì có những cái kiểu sao, ví dụ như là sao cách gạo, tức là sao chung với gạo nha. Rồi sao cách cát, tức là lúc này mình sẽ sử dụng cát để sao chung. Hoặc là sao cách hoạt thạch hoặc phân cát. Hoạt thạch hoặc phân cát nó chính là vỏ các loại sò mình sẽ nghiền tán thành bột mịn và sao chung. Rồi còn phương pháp nung thì mình biết rồi. Nung thì sử dụng nhiệt độ rất là lớn nha, có thể là lên đến hàng nghìn độ C. Mà hàng nghìn độ C thì chắc chắn lúc này cái hợp chất hữu cơ bên trong cái dược liệu nó đã chuyển thành vô cơ hóa luôn. Không có hợp chất hữu cơ nào mà nó bền với cái nhiệt độ hàng nghìn độ. Đó, thì lúc này hoạt chất nó đã vô cơ hóa luôn. Rồi phương pháp chế xương, đây các anh chị đọc nè, tại sao đọc để hiểu tại sao nó được xếp vào trong cái nhóm hỏa chế mà không phải là thủy chế nha. Chế xương tức là phương pháp nung kính, tức là giống y chang như nung vậy đó, nhưng mà đậy kính lại nha. Thì sử dụng cho những cái hợp chất mà có cái tính chất dễ thăng hoa, đậy kính lại để cho nó không có thăng hoa bay khỏi. À, phương pháp lùi thì mình biết rồi nha, học cách lùi cho làm sao thì phương pháp lùi dược liệu nó cũng vậy, nướng cũng thế luôn, cũng mình cũng biết luôn rồi ha. Còn phương pháp hỏa phi tức là sao? Hỏa phi thì thực ra nó là phương pháp sao trực tiếp á, nhưng mà áp dụng đối với những dược liệu là khoáng vật nha, những dược liệu khoáng vật thì mình sẽ sử dụng phương pháp hỏa phi. Thì ở đây ba cái nhóm phương pháp hỏa phi, thủy phi nha. Rồi một cái phương pháp nữa đó là phương pháp tôi trong cái nhóm mà thủy hỏa hợp chế. Thì đây là ba cái phương pháp áp dụng cho dược liệu là khoáng vật. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu đến cái nhóm thủy chế. Thủy chế tức là trong cái nhóm này mình chỉ sử dụng nước thôi mà không dùng tới lửa. Được chưa? Tức là mình chỉ ngâm trong những cái dịch phụ liệu thôi, chứ mình sẽ không có đun lên. Đó. Thì những dịch phụ liệu mà thường hay sử dụng trong cái nhóm thủy chế đó là nước cam thảo nè. À, nước cam thảo có vị ngọt nha. À, nước đậu đen để tăng cái màu đen cho thuốc. À, nước vo gạo để làm giảm tính dương chẳng hạn. À, nước phèn chua để tăng cái vị vị chua. À, nước muối ăn để tăng vị mặn. À. Rồi mục đích của phương pháp thủy chế thì nó cũng nằm trong 7 cái mục đích chung của các phương pháp chế biến y học cổ truyền thôi nha. Ngoài ra thì nó còn là nào là giảm độc tính nè, giảm tác dụng không mong muốn, thì đây chính là cái mục đích chính chủ đạo của cái phương pháp thủy chế. Rồi các phương pháp thủy chế thường hay sử dụng ha, ngâm, ủ, tẩy rửa, thủy phi. Đó, thì mình nghe những cái phương pháp này có thể là mình dự đoán được nó là phương pháp thủy chế rồi. Nào có cái ủ thì mình hơi khó hiểu, mình có thể làm hơi mập mờ tí xíu. Ủ này mình sẽ sử dụng là trong cái dịch phụ liệu, nó cũng là phương pháp thủy chế luôn. Rồi phương pháp ngâm nha. Ngâm thì tùy thuộc vào nha, mục đích của mình mà mình sẽ chọn những cái dịch phụ liệu khác nhau để mình ngâm. Và thời gian ngâm cũng khác nhau luôn. Rồi ủ thì mục đích là để làm tăng tác dụng điều trị nè, hoặc là để lên men ha, hoặc là làm cho thuốc nó mềm để mình dễ cắt ra, cắt phân chia nhỏ ra. Tẩy rửa. Cuối cùng là phương pháp thủy phi. Đây các anh chị thấy nè, thủy phi nè là phương pháp tán thuốc trong nước. Nó cũng là tán nhưng mà tán trong nước nha. Thì lý do tại sao lại tán trong nước? Tại vì tán trong nước á, thì nó sẽ dễ tạo thành cái dạng là bột mịn. Và cái thứ hai nữa là tránh sự bay bụi. Và cái thứ ba nữa là nó sẽ tránh cái sự mòi ma sát. Bởi vì phương pháp thủy phi là tán những cái thuốc có nguồn gốc từ khoáng vật. Khoáng vật là cứng, nó rất là cứng. Do đó là nếu như mà mình tán ở trong môi trường khô thì rất là dễ sinh ra ma sát, dễ bay bụi nha. Và có thể là cái mức độ tán nó không có mịn nha, được như là cái phương pháp là tán trong nước nha. Vậy là hỏa phi là phương pháp hỏa chế áp dụng cho khoáng vật, bây giờ tới thủy phi là phương pháp thủy chế áp dụng cho khoáng vật luôn nha, là tán trong nước. Hỏa phi thì là phương pháp sao trực tiếp nhưng mà đối với khoáng vật. Rồi bây giờ tới cái nhóm thứ ba, đó là nhóm thủy hỏa chế. Thì trong nhóm này là vừa có sự kết hợp giữa thủy và hỏa, tức là vừa nước và lửa. Đây những phương pháp trong cái nhóm thủy hỏa hợp chế nha, như là chưng, mình nghe chưng cách thủy, vừa có lửa vừa có nước, đúng chưa?
Rồi, chân á, thì ngày xưa có cái phương pháp là cửu chân cửu sái, là 9 lần chân, 9 lần đem phơi. Tức là cứ sau mỗi lần chân thì người ta đem phơi, phơi xong đem xuống chân, chân rồi phơi. Nhưng mà sau này để rút ngắn lại, nha, hiện nay rút ngắn lại thời gian, thì với lại rút ngắn được cái thao tác á, thì người ta bằng cách là chân liên tục 3 ngày 3 đêm, xong rồi đem đi phơi hoặc sấy. À, vừa rút ngắn được cái thao tác, vừa rút ngắn được cái khoảng thời gian luôn. Rồi tiếp theo là phương pháp chích. Các anh chị hay nghe dược liệu này chích cam thảo, dược liệu này chích mật ong, đúng không? Thế thì chích là cái gì? Chích là phương pháp tẩm vào vị thuốc một hoặc nhiều loại dịch phụ liệu, sau đó ủ đến khi thấm đều thì sao lên hoặc nướng. Rồi mình hiểu nôm na nó giống y chang như là các anh chị ướp thịt để nướng, nha, ướp thịt làm cơm tấm á, nướng lên giống như chang vậy đó, đúng không? Thịt sau khi mà mình cắt nhỏ nhỏ ra xong cái mình sẽ ướp gia vị vào, nha, ủ để thời gian, nha, để cho nó ngấm gia vị xong rồi mình đem lên mình nướng, nướng hoặc là chiên gì đó, nó giống như chang vậy đó, nó là phương pháp chích đó. Rồi những cái dịch phụ liệu mà mang đi chích thì cũng tương tự như những dịch phụ liệu mà trong cái nhóm thủy phi thôi. Rồi tiếp theo là phương pháp đồ. Thì đồ hay nói khác hơn là hấp á. Nhưng ngoài ngoài Bắc thì thường người ta hay dùng cái từ đồ, đồ sôi á, hấp sôi. Nấu rồi sắc. Thì các chị thấy là vừa có nước vừa có lửa luôn à. Sắc á thì mình phân biệt hai cái phương pháp sắc sau đây ha. Văn hỏa với lại vũ hỏa. Văn tức là mình thấy nó nhỏ, riu riu riu. Vũ là nó bùng lên, đúng không? Đó. Thì vũ hỏa là sắc với lửa to, còn văn hỏa là sắc với lửa nhỏ. Mà sắc với lửa nhỏ riu 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 thì bắt buộc là phải sắc trong thời gian dài. Còn sắc với lửa to thì bắt buộc là phải thời gian ngắn, chứ nếu mà thời gian dài là khét nghẹt luôn, đúng chưa? Đó. Thế thì khi nào mình dùng cái phương pháp văn hỏa, khi nào mình dùng phương pháp vũ hỏa? Thì thường đối với những cái dược liệu mà có cái cấu trúc rắn chắc, cứng thì mình sẽ sử dụng văn hỏa, tức là riu 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 nha, nhưng mà trong thời gian lâu. Còn đối với vũ hỏa là những cái dược liệu mà mảnh mai nha, cấu trúc mảnh mai, ví dụ như là hoa lá hoặc là những dược liệu mà có chứa tinh dầu thì bắt buộc là mình phải sắc trong thời gian ngắn, cho nó sôi lên mạnh rồi xong mình nhấc xuống để mà hơi tinh dầu bay hơi hết nha. Rồi và cái phương pháp tôi là phương pháp thủy hỏa hợp chế, áp dụng đối với khoáng vật. Được chưa? Tôi tức là nung lên ở nhiệt độ cao, xong rồi nhúng vào nước hoặc là dịch phụ liệu, cho nó sôi sụp lên, áp dụng đối với khoáng vật. Thế thì là phương pháp hỏa chế áp dụng đối với khoáng vật đó là hỏa phi, phương pháp thủy chế áp dụng đối với khoáng vật đó là thủy phi. Thủy phi là tán trong nước, nghiền mịn trong nước. Rồi phương pháp tôi là phương pháp thủy hỏa hợp chế áp dụng cho khoáng vật. Tôi tức là nung lên, là đang dùng nhiệt, đang dùng hỏa, rồi sau đó nhúng vào trong dịch phụ liệu hoặc là nước, là đang dùng thủy, thủy hỏa hợp chế. Được chưa? Rồi vậy là tóm gọn lại là ba cái nhóm phương pháp đó, các anh chị nhớ giùm em nha. Mỗi một cái phương pháp nhỏ, được không? Mỗi một phương pháp nhỏ, ví dụ hỏi trong các phương pháp sau, phương pháp nào thuộc nhóm hỏa chế, phương pháp nào thuộc nhóm thủy chế, phương pháp nào thuộc nhóm thủy hỏa hợp chế, hoặc là trong các phương pháp sau, phương pháp nào áp dụng đối với khoáng vật, đối với khoáng vật chẳng hạn đó. Rồi cái cách thực hiện của từng cái phương pháp một, so sánh từng cái phương pháp một. Rồi còn một số phương pháp khác, ví dụ như rán dầu là đọc thêm nha, hoặc là chế biến thành dạng khác đọc thêm thôi, phần này không có hỏi nha, phần này không có hỏi. Rồi thế thì sáu cái chương đầu tiên đó là những cái lý luận cơ sở hoặc là đại cương nha, về cái thuốc y học cổ truyền. Thì cái phần lý luận nó hơi khá khô khan và khá khó hiểu ở chỗ là nó sử dụng nhiều từ Hán Việt, do đó bắt buộc các anh chị phải có thời gian các anh chị chiêm nghiệm lại, đọc từ từ, phân tích từ từ lại nha, kết nối giữa bài này với bài kia lại đó. Thì mình sẽ nắm lâu hơn nha, mình sẽ nhớ lâu hơn, hiểu rõ hơn về cái vấn đề đó. Rồi bây giờ tới các nhóm thuốc nha các anh chị, các nhóm thuốc.
Rồi đây, nó nằm ở trang số 54 trong cái file giáo trình nha các anh chị. Các nhóm thú y học cổ truyền thì các anh chị chịu khó xem trong file giáo trình giúp em. Nó nằm từ trang số 54 trở về sau á. File giáo trình nha, còn file bài giảng thì không có. Rồi, bắt đầu từ cái nhóm thuốc giải biểu, thuốc thanh nhiệt trở về sau nha các anh chị. Thì đầu tiên á, cách mình học cái nhóm thuốc này là như thế nào? Đầu tiên là mình phải hiểu được cái nhóm thuốc này nó có tác dụng gì. Được chưa? Đó, thành ra đọc trong đây. Đó, ví dụ như người ta giải thích nè ha, thuốc giải biểu nè, còn gọi là giải cảm ha, dùng để phát hẻ gì đó. Thì mình đọc để mình hiểu được à cái tác dụng của cái nhóm này là để làm gì. Được chưa? Rồi, tiếp tục. Trong cái nhóm thuốc giải biểu này nó chia làm những loại nào? Đó, ví dụ như có tân ôn giải biểu nè. À, 1.1 là tân ôn giải biểu. Rồi tiếp theo tới 1.2 là tân lương giải biểu. À, được chưa? Đó. Nó chia thành hai nhóm, tân ôn giải biểu, tân lương giải biểu. Thế thì tân ôn giải biểu là sao? Mình phải hiểu được cái tên gọi của cái nhóm thuốc đó luôn. Tân ôn, ngay cái tên gọi là thể hiện được à những cái thuốc trong cái nhóm này là nó có vị cay. Chữ tân có nghĩa là vị cay, ôn là tính ấm. Đúng chưa? Nha, vị cay tính ấm, có tác dụng là giải biểu. Thì tác dụng giải biểu là sao thì trên này giải thích rồi. Và tiếp theo là các anh chị sẽ học giùm em là tên của các dược liệu nằm trong cái nhóm này. Chỉ nhớ tên thôi nha, chứ khỏi cần mỗi một dược liệu khỏi cần nhớ bộ phận dùng, tính vị, quy kinh, tác dụng, ứng dụng, lâm sàng, liều dùng. Khỏi cần nhớ phần này, chỉ cần nhớ cái tên thôi. Ví dụ hỏi quế chi nằm trong nhóm nào thì nó thuộc nhóm tân ôn giải biểu nha. Hoặc là hỏi kinh giới nằm trong nhóm nào cũng là tân ôn giải biểu. Tía tô trong nhóm nào cũng là tân ôn giải biểu. Nghe chưa? À. Rồi, sinh khương nha, là gừng tươi là nằm trong nhóm nào cũng tân ôn giải biểu. Bạch chỉ trong nhóm nào cũng tân ôn giải biểu. Được chưa? Đó, đó là cách học các nhóm thuốc nha. Nhắc lại ha, thứ nhất là các anh chị phải hiểu được à cái nhóm thuốc đó nó có tác dụng gì. Được chưa? Rồi, có đặc điểm gì. À, ví dụ tân lương giải biểu thì ngay cái tên gọi là tân là có vị cay, lương là có tính mát. À, vị cay tính mát. Được chưa? Rồi, thế thì những cái dược liệu nằm trong cái nhóm này đó là gì đây? Gồm có bạc hà nè, lá dâu tầm của mình nè, à, rồi cúc hoa vàng, cúc hoa nè, rồi cát căng nè. À, cát căng là cái sắn dây mình học trong dược liệu rồi đó. Thực ra những cái dược liệu này là trong dược liệu mình học rồi nha. Nhưng mà trong đây nó mang một cái tên tác dụng theo cái kiểu đông y, thành ra là nó hơi khó hiểu thôi. À. Đó, rồi tương tự nha, sang cái nhóm thanh nhiệt cũng thế luôn. Nên chị phải hiểu được à cái nhóm thuốc thanh nhiệt này nó có tác dụng gì, sử dụng trong trường hợp bệnh gì. Đó. Rồi trong nhóm thanh nhiệt này nó chia làm những cái nhóm nhỏ nào. Đó, bao gồm có thanh nhiệt giải độc nè, là để làm gì. Thanh nhiệt giáng hỏa là sử dụng khi nào. Thanh nhiệt lương huyết sử dụng khi nào. Thanh nhiệt táo thấp là thanh nhiệt giải thử. Đó. Rồi mỗi một cái nhóm nhỏ này gồm có các dược liệu nào. Ví dụ hỏi các dược liệu nào sau đây thuộc nhóm thanh nhiệt giải độc. Các dược liệu nào sau đây thuộc nhóm thanh nhiệt giáng hỏa, hay là thanh nhiệt lương huyết, thanh nhiệt táo thấp, thanh nhiệt giải thử. Được không ạ? Đó. Được chưa? Đó, đó là cách học ở các dược liệu ha. Thì các anh chị học hết, xem hết tất cả các nhóm dược liệu luôn nha, các nhóm thuốc luôn nha. Đó. Rồi, trong sau mỗi một cái nhóm thuốc đó, nó có một vài câu hỏi lượng giá thì các anh chị làm thử. Có một vài câu hỏi lượng giá các chị làm thử. Thì những cái câu hỏi lượng giá trong đây thì có thể là có những cái câu nó hỏi hơi sâu, nhưng mà thường thì em hỏi chỉ ngắn gọn thôi. Ví dụ nhóm đó nó có tác dụng gì, sử dụng trong trường hợp bệnh gì nha. Rồi dược liệu nào nằm trong nhóm đó nha. Đó, rồi mình sẽ xem hết nha, xem hết tất cả các nhóm thuốc luôn. Hồi nãy mình có là 15 nhóm thuốc đó. Rồi phần này thì các anh chị sẽ tự xem trong cái file giáo trình giùm em. Nhắc lại ha, này là file giáo trình chứ không phải là file bài giảng nha các anh chị. Rồi, thì nội dung của môn này là chủ yếu nó khó ở chỗ là những cái lý luận ban đầu. Nghe, những cái lý luận ban đầu nào là học thuyết âm dương nè, rồi học thuyết ngũ hành nè, rồi học thuyết tạng tượng nha, rồi bát cương bát pháp, rồi các nguyên nhân gây bệnh, rồi các phương pháp tứ chẩn, tức là các phương pháp chẩn đoán thi học cổ truyền. À, rồi tiếp theo là tới các thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền, đại cương về thuốc cổ truyền nè, rồi các phương pháp chế biến theo y học cổ truyền. Đó, tóm gọn lại là những cái bài đầu tiên, 6 chương đầu tiên là những cái lý luận và những cái lý thuyết căn bản
là về cái bên dược cổ truyền. Còn cái phần phía sau là các nhóm thuốc, thì các nhóm thuốc là các anh chị sẽ tự xem giúp em nha. Rồi hình thức của cái bài kiểm tra, bài thi là trắc nghiệm hoàn toàn 100% nha các anh chị, tới nửa thi cũng là trắc nghiệm 100% luôn. Thì bài kiểm tra hệ số 1 một tí em sẽ gửi là có tổng cộng là 20 câu trắc nghiệm. Bài kiểm tra hệ số 2 chiều nay em gửi là có tổng cộng 40 câu trắc nghiệm. Thì cho thời gian các anh chị hai bài này tới hết ngày mai mình mới nộp nha, hết ngày mai. Đó là hết ngày 3 tháng 6 là hạn chót nộp hai bài kiểm tra hôm nay. Đó. Do đó là ngày hôm nay các anh chị cứ mở đề ra, các anh chị sẽ đọc lại nha, đọc lại cái phần lý thuyết nha, để ngẫm đi ngẫm lại, phân tích từ 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 để mình chọn đáp án. Rồi nhắc lại nha, chiều nay thì mình sẽ không vào Google Meet để mình học nha các anh chị. Nha. Cái chiều nay là em sẽ gửi cái đường link đề kiểm tra vào group Zalo thôi. Đó. Là thì các anh chị khi nào mình rảnh đó mình mở ra mình làm. Được chưa? Chứ mình không có vào Google Meet nha.